Trại Phong Quy Hòa và khu di tích Gành Ráng là hai điểm du lịch thuộc thành phố Quy Nhơn, Bình Định, là một trong những nơi ghi lại nhiều dấu ấn gắn liền với nhà thơ Hàn Mặc Tử. Trại Phong nằm ở một khu vực yên tĩnh và khá tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố Quy Nhơn. Đường đi đến Trại Phong qua những đoạn đèo dốc nhỏ với một bên là cảnh thành phố biển đẹp, thơ mộng. Đến với khu Trại Phong Quy Hòa, chúng ta có thể tham quan khu mộ Hàn Mặc Tử cũ, nhà tưởng niệm Hàn Mặc Tử, nơi ông đã sống và điều trị căn bệnh phong vào những ngày cuối đời. Ngoài ra, còn có một khu vườn tượng rộng lớn dưới những tán cây rợp bóng mát. Nơi đây đặt tượng và tiểu sử những nhà khoa học, những vĩ nhân đã có những đóng góp cho sự phát triển của nhân loại. Từ khu vườn tượng đi bộ vài bước chân là đến với bãi biển Quy Hòa. Bãi biển có bờ cát trải dài rộng với những hàng thông lớn, mát mẻ. Gia đình mình đi vào dịp hè nên may mắn vào đúng giai đoạn thời tiết đẹp, với trời xanh, mây trắng, nắng vàng và sóng xô bờ rất nhẹ. Thích hợp cho việc đi dạo trên bãi biển, hoặc nằm dài ngắm mây trời, đọc sách, hoặc nô đùa trong làn nước trong xanh mát rượi. Do nơi đây vẫn còn khoác trên mình sự yên bình tĩnh lặng, nên gia đình nào muốn tổ chức dã ngoại hay ăn uống thì nên chuẩn bị sẵn mọi thứ và nhớ dọn dẹp khi chuẩn bị rời đi nhé. Từ khu Trại Phong Tuy Hòa, tiếp tục di chuyển khoảng 4 km, chúng ta sẽ đến với khu vực Gành Ráng. Gành Ráng tọa lạc dưới chân núi Xuân Vân, là nơi nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng sống và cho ra đời những án thơ bất hủ. Tên gọi Gành Ráng là do những ngư dân nơi đây đặt cho. Giải thích cho tên gọi này, người ta nói rằng khu vực này có nhiều gành. Khi qua khu vực này, tàu thuyền phải giảm gió cho buồm để hạn chế tốc độ, tránh nước vào thuyền. Đối với những người đi biển, thao tác ấy gọi là ráng, vì thế khu vực này có tên gọi là Gành Ráng. Tại khu vực Gành Ráng này, chúng ta có thể thăm viếng mộ Hàn Mặc Tử, bãi tắm Hoàng hậu và bãi Tiên Sa. Tuy nhiên, do không đủ thời gian nên gia đình mình chỉ thăm viếng mộ Hàn Mặc Tử và bãi tắm Hoàng hậu. Nói về Hàn Mặc Tử, ông sinh năm 1912, mất năm 1940 do căn bệnh phong. Ông là nhà thơ khởi đầu cho dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Hàn Mặc Tử có nhiều bài thơ tình hay, trong đó có những bài thơ liên quan đến trăng với những nét chấm phá lạ, đẹp và đầy thi vị. Hôm nay có một nửa trăng thôi, một nửa trăng ai cắn vỡ rồi, ta nhớ mình xa thương đứt ruột, gió làm nên tội buổi chia phôi. Từ khu mộ Hàn Mặc Tử tiếp tục tản bộ theo con đường dốc sẽ đến với khu bãi tắm Hoàng hậu. Bãi tắm Hoàng hậu còn có tên gọi khác là bãi đá trứng, do những viên đá ở đây có hình dạng giống như những quả trứng. Sở dĩ có tên bãi tắm Hoàng hậu là do nơi này khi xưa Hoàng hậu Nam Phương khi cùng đi du ngoạn với vua Bảo Đại đã chọn bãi tắm này là bãi tắm riêng cho mình.